Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự đau buồn trước việc một linh mục bị giết ở Syria, tin từ Vatican. Đức Giáo Hoàng Francis hôm nay đã nói về nỗi buồn sâu sắc của ông trước vụ ám sát một linh mục dòng Jesus, người Hòa Lan, 75 tuổi ở Syria. Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình tại quốc gia đang bị xung đột tàn phá. Linh mục Franz van der Klok đã sống ở Syria kể từ những năm 1970 và được biết đến rộng rãi bởi việc ông từ chối bỏ rơi những người Thiên Chúa giáo ở thành phố Homs bất ổn, trong khi thành phố này bị lực lượng chính phủ phong tỏa. Ông đã bị đánh đập và bị bắn chết bởi những người vũ trang không xác định vào hôm thứ Hai. Đức Giáo Hoàng Francis nói, cái chết thê thảm của linh mục Van der Klok làm cho ông cảm thấy một nỗi đau sâu sắc, làm cho ông nghĩ đến rất nhiều người còn đang đau khổ và bị bắn chết ở quốc gia Syria đang bị phá hủy bởi cuộc xung đột đẫm máu. Đức Giáo Hoàng Francis cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc xung đột Syria một cách hòa bình. Ngài cũng đã kêu gọi nhân quyền được tôn trọng ở Syria và những người cần được nhận trợ giúp nhân đạo. Người Công giáo chiếm khoảng 10% dân số Syria trước các cuộc biểu tình trong năm 2011, dẫn tới một cuộc nội chiến đã buộc 1/3 dân số phải di tản, làm chết hơn 150.000 người và làm 2.000 người bị đói khổ.